Bạn đã chán ghế ức gà? Hãy thử 3 nguồn protein dạng thịt cực ly này. Ức gà là một nguồn protein không thể thiếu trong chế độ ăn của mình khi tập luyện, và đặc biệt khi mình muốn đạt mục tiêu về protein mỗi ngày. Hiện tại mình đang ăn khoảng tầm 220g protein một ngày, nhưng đôi khi thì mình muốn thay đổi khẩu vị một chút để chế độ nó thêm phong phú. Và đây sẽ là 3 loại thịt mình sử dụng để xoay vòng nguồn protein. Đầu tiên, bắp bò. Cách nấu ăn ngon nhất và dễ dàng ăn nhất là xào với rau củ. Mình hay ăn cơm trưa với bò xào đậu cu ve này, hoặc thỉnh thoảng xào với các loại rau củ khác. Bò vừa xào đem ra ăn sẽ đủ mềm mà không bị dai quá, ăn kèm với cơm rất là ổn nhá. Thứ hai, cá rô phi. Với 20g protein trong 100g cá rô phi chưa nấu, đây là loại thịt thứ hai mà mình sẽ dùng để thay thế ức gà. Cách nấu nhanh gọn nhất đó là bỏ vào nồi chiên không dầu, xịt lên một chút dầu, nướng lên đủ độ, pha một bát nước mắm tỏi ớt, chấm ăn cơm lại là xong sách luôn. Cuối cùng, tôm. Tương tự với cá rô phi, 100g thịt tôm chưa nấu chứa 21,4g protein và chỉ 2g chất béo. Cách chế biến rất dễ dàng. Dễ nhất, các bạn luộc lên chấm tương ớt, hoặc các bạn có thể rang lên để ăn với cơm. Đúng, có hơi đắt tí, nhưng nếu muốn ăn ngon lại còn lean nữa thì chắc chắn chi phí nó sẽ phải cao hơn rồi. Bò cuộn cải xanh 33g protein liền. Nhắc đến món bò thì chúng ta hay chỉ biết này, xào, chiên, hầm các kiểu. Mấy món đấy thì ăn mãi cũng chán, nên hôm nay tôi giới thiệu với anh em một món cuộn bò. Vừa là protein mà ăn vào mùa hè nóng nực là quá chuẩn, vì có nhiều loại rau đi kèm nữa. Đầu tiên thì anh em ướp cho tôi 150g thân bò đã thái từng miếng chữ nhật như thế này, với 5g nước tương này, 7g dầu hào, chút tiêu và gừng trong 15 phút. Rồi đem đi áp chảo cho chín tái. Thái sợi một nửa quả dứa này, một nửa quả dưa chuột và một nửa củ cà rốt, rồi xếp ra đĩa kèm theo 5-6 lá rau cải. Xong rồi, đó, bây giờ chúng ta cứ cuộn rau cải với một miếng thịt bò và các rau ở trong đĩa và thưởng thức với nước chấm thôi. Tùy khẩu vị anh em mà pha nước chấm, như tôi thì tôi chấm nước tương là khá ok rồi. Tổng 315 calo, 21g cáp, 11g phát, 33g protein luôn. Anh em thay rau cải bằng mì tráng cũng được luôn nhé. Đó là protein với món chả bò lá lốt dầu protein. Mình thấy nhân chả lá lốt lại thường làm bằng thịt lợn là chủ yếu. Tuy nhiên ấy, món này thì mình đổi sang nhân thịt bò để anh em đạt nhiều protein hơn một chút. Đầu tiên anh em chuẩn bị cho tôi 200g thân bò, 7g xì dầu, 2 cây sả băm nhỏ, 5g muối, 5g tiêu. Tất cả các nguyên liệu vừa rồi cho vào một cái máy xay, xay nhỏ rồi đổ ra bát cho tôi. Sau đó thì cho nhân vào lá lốt như thế này nha, rồi cuộn lại là xong. Chuẩn bị tầm 10 cái lá lốt là vừa. Cuộn xong thì xếp chả vào nồi chiên không dầu và chiên trong khoảng 15 phút ở 180 độ C là xong. Tổng 314 calo, 3g cáp, 14g phát, 44g protein. Món chả bò lá lốt mùi thơm phết anh em ạ, không hề bị béo như nhân thịt lợn mà làm cho cả gia đình ăn cũng là một ý hay. Người tập luyện như anh em mình thì tội gì không thử ngay món thịt bò xào dứa giàu protein. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ ướp 150g thân bò với 7,5g dầu hào, 2,5g hạt tiêu, một chút muối, trộn đều lên, ướp trong vòng 5 phút cho tôi. Sau đó xịt dầu vào chảo, cho thịt bò vào đảo hơi tái thì bỏ ra đĩa này. Cho tiếp 100g dứa đạt 2 miếng vừa ăn vào đảo nhẹ, xào trong tầm 2-3 phút thì nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn. Rồi thêm một nhánh hành lá đã thái nhỏ và tắt bếp. Tổng 287 calo, 14g cáp, 11g phát, 33g protein. Món trứng đậu hũ bò băm giàu protein. Một chảo đậu hũ bò băm này chỉ 8g cáp thôi nha, mà những 37g protein liền. Anh em đảo qua thịt băm cùng một quả cà chua đã thái hạt lựu, nêm thêm một thìa nước mắm này, 10g tương ớt này, 7g tương gà, một ít dầu hào và hạt nêm cho đến khi cà chua chín nhừ thì đổ ra một cái bát. Vẫn cái chảo đó này, cho 200g đậu hũ đã cắt miếng vào, rồi đổ thêm vào trứng khuấy đều, đã nêm một ít bột canh và hạt nêm lên trên. Các ông đợi khoảng tầm 4 phút cho trứng nó chín hơi vừa một chút thì đổ một bát thịt cà chua lên trên, rồi dàn đều ra, rắc lên trên một ít hành lá, rim thêm khoảng 1-2 phút nữa rồi tắt bếp. Tổng 297 calo, 8g cáp, 13g phát, 37g protein. Một bữa ăn chỉ có 8g cáp mà những 7g protein. Bò xào nấm cà chua nhá. Bò mới xào này, mềm mềm ngọt ngọt, ăn với nấm cứ giật giật dai dai, giòn giòn như kiểu ăn mì ấy. Lại thêm ớt chuông đầy đủ chất xơ, giúp các bạn nào mà ăn chế độ low carb ăn no hơn rất nhiều. Đầu tiên, rửa 150g thịt bò với nước lạnh, sau đó ướp với 2g bột canh, 2g tiêu xay, trộn đều để trong 5 phút. 50g nấm kim châm cắt bỏ gốc, rửa sạch một quả ớt chuông và một quả cà chua, cắt bỏ cuống và hạt. Nhớ là cắt hạt lựu nha. Xịt dầu vào chảo, xào sơ bò trong 1 phút rồi cho ra đĩa. Sau đó cho 5g dầu, rồi bỏ một củ hành và một củ tỏi băm nhuyễn vào
phi cho thơm. Xào cà chua với 10g đường và 15g tương cà trong 2 đến 3 phút. Tiếp đó ta đổ ớt chuông vào xào cùng khoảng 3 phút rồi cho nấm kim châm vào. Cuối cùng cho thịt ba vào sau cùng thêm vào 15g nước mắm, 15g tương ớt nữa. Nấu với lửa nhỏ tầm 2 đến 3 phút là xong ấy mà. Tổng có 302 calories, 34g protein, 18g cáp và 7,5g phát. Bò cuốn tôm nướng dầu Putin. Tôi nghĩ món này có nhắm mắt không cũng phải làm được. Chỉ mất 10 phút nấu nướng rồi mà thịt bò với tôm ui, cực ngon, chỉ sót phí tí thôi. Đầu tiên ấy, thái lát 70g thân bò ướp với ít tiêu, bột tỏi hạt nêm trong 2 đến 3 phút. Với 80g tôm thì các ông lột sạch vỏ này. Tôm to thì thái lát đôi ra nha. Bắt đầu chải bò ra rồi cho tôm vào cuộn lại để đến đĩa. Cuối cùng nướng tôm bò trong nồi chiên hâm dầu ở 180 độ C trong khoảng 7 đến 8 phút là xong. Đó, thơm cực mà lại nhìn cũng ngon. Tổng 139 calo, 1g cáp, 3g phát, 27g protein liền. Đó, ngán ức gà, chuyển qua món này cũng ok. Mấy ông muốn tự nấu mà không có nhiều thời gian thì thử làm ngay món pizza chỉ có 1g cáp, tin nổi không? Pizza tự chế nhưng cơ bản ấy, nó là trứng rán kết hợp với thịt bò. Không phải hoàn toàn là pizza nhưng cái công thức trứng này nó sẽ khác biệt một chút so với trứng rán thông thường, đảm bảo cực hợp với cái thịt bò ăn ngon cực luôn. Đầu tiên nhá, các ông đánh 3 quả trứng, thêm 20ml sữa không đường, 50ml nước mắm, thêm một ít hành lá, quấy đều lên. Thì tôi ướp khoảng tầm 250g thịt bò này với 10g bột bắp, 15g dầu hào, một lọ trắng trứng, một ít tiêu và nước mắm. Nhớ là xào sơ qua thịt bò đi nhé. Tiếp đó đổ trứng vào chảo rồi cho thịt bò lên. Tầm 2 đến 3 phút thì thêm một ít hành lá thái nhỏ lên trên rồi tắt bếp. Đó, đơn giản không? Tôi thì ăn kèm với canh bí cho nó có chút rau cỏ. Tổng bữa ăn có 555 calo, 31g phát, 68g protein và chỉ 1g cáp. Đấy, ăn hai người hoặc thậm chí cả ăn một mình các ông cũng được. Lưu ý là cái 1g cáp mình tôi check được từ rau cỏ đấy nhá. Còn ông nào ăn với cơm ấy thì tự add cái lượng cáp từ cơm vào nhá. Món gỏi thịt bò 31g protein, lại thêm một món nữa thay thế bữa cơm trưa hay bữa tối luôn cũng được. Món này đảm bảo đủ cáp này và protein cho anh em mà lại quá hợp để ăn mùa hè này. Đầu tiên pha nước sốt thì ta trộn sẽ 15g tương ớt này, 22g nước mắm, 15g đường ăn kiêng với 1/4 bát nước lọc, trộn đều lên cho tôi. Sau đó các ông phi cho tôi thêm một củ hành tỏi rồi cho hỗn hợp vừa pha vào rim đến khi sệt lại. Đấy, xong với phần nước sốt thì ta sẽ qua đến phần gỏi. Cắt sợi cho tôi 1/4 quả xài xanh này, 1/2 quả cà rốt và 150g thịt bò đã thái lát và đã nhúng tái nha. Cuối cùng thì trộn phần gỏi và nước sốt với nhau, đó là xong thôi. Nó tổng có 371 calo, 37g cáp, 11g phát, 31g protein. Thậm chí món này hai người ăn mới hết đấy chứ. Cá chiên giòn không tốn một giọt dầu nha. Món cá rô phi lê là một món rất giàu protein lại ít cáp, ít phát cho anh em giảm cân. Công thức này nó rất là dễ, chỉ có 2 bước thôi ạ. Đầu tiên, chuẩn bị cho tôi 200g cá rô phi lê ướp với một ít bột tỏi này, tiêu, muối và 5g bột ngô. Ướp khoảng tầm 7 đến 10 phút. Sau đấy anh em cho cá vào nồi chiên không dầu, chiên ở 200 độ C trong 18 phút là xong. Đó, đơn giản không? Các ông nào không có thời gian nữa, ướp phát làm luôn. Có ngay món cá da lò thơm nức mũi, ăn một miếng vừa mềm vừa đậm gia vị luôn á. Thậm chí là các ông ăn cơm luôn cũng được nha. Tổng có 217 calo, bao gồm 3g cáp, 5g phát và những 40g protein liền. Làm ngay 40g protein với chả cá rô phi. Món này sẽ kết hợp cả cá rô phi phi lê nhá và thăn lợn. Nhiều protein mà chỉ có 5g phát thôi. Đầu tiên thì anh em chuẩn bị cho tôi 150g cá rô phi phi lê nhá, 50g thăn lợn, một chút hành, tỏi, cho vào một cái máy xay. Thêm cho tôi khoảng một thìa canh nước mắm và một thìa canh dầu hào nữa nha. Bật máy lên xay thật nhuyễn rồi cho ra bát tô này nặn thành từng viên như thế này. Tiếp theo là sẽ xịt dầu vào chảo và áp chảo từng viên là xong. Đó, tổng có 217 calo, 5g cáp, 5g phát, 40g protein liền. Lại thêm một món dễ chưa từng thấy, chỉ đúng có 2 bước làm mà anh em tập luyện tăng cơ thích mê luôn. Vậy nên nhá, anh em cứ theo công thức của tôi mà yên tâm vào bếp. Và món cháo dầu Putin, đầu tiên với 100g bí đỏ thì tôi nấu với nước tầm 10 phút, bí đỏ mềm rồi lấy thìa dầm cho nhuyễn. Xong rồi lấy 30g yến mạch đổ nước ngâm tầm 10 phút, chuyển qua 200g tôm thái nhỏ và ướp với một chút tiêu và hạt nêm trong 10 phút luôn. Sau đó phi hành thơm đã băm nhuyễn, đảo tôm cho chuyển qua màu cam tầm 5 phút thì bắc cháo ra. Các ông cho yến mạch vào nồi bí đỏ này rồi cho cả tôm vào, làm nhẹ cho cái hỗn hợp trong nồi ngấm đều hương vị là ok. Tổng 207 calo, 16g cáp, 3g phát, 29g protein. Món cháo này cứ gọi là thơm nức mũi, vừa có vị ngọt của bí đỏ này và tôm vừa đậm đà, ăn rất cuốn luôn. Cả một nồi to đùng này mà chỉ có 16g cáp, không bằng luôn cái lượng cáp trong một bát cơm nữa chứ là. Chần chừ gì nữa mà không làm ngay, gọi
cuốn tôm thịt giàu protein. Lại thêm một món cuốn nữa. Món này ấy, chúng ta dùng bánh tráng ăn liền nên thay thế được cơm luôn nha. Đầu tiên thì tôi hấp 100g tôm bóc nõn với cà rốt thái sợi. Cùng lúc đó thì tôi luộc 100g thịt thăn heo thái miếng mỏng cùng một củ hành khô trong 15 phút. Trong lúc đấy thì anh em chuẩn bị cho tôi rau xà lách này, dưa chuột thái sợi này, kèm một bát nước chấm theo công thức trên màn hình. Năm nay sau tép tỏi, một quả ớt bỏ hạt, một thìa canh nước mắm kèm thêm 30ml nước lọc. Cuối cùng sau khi đợi cho tôm và thịt chín thì đặt lần lượt xà lách này, dưa chuột, cà rốt, thịt, tôm lên bánh tráng rồi cuộn lại. Tổng 263 calo, 25g cáp, 3g phát và 34g protein. Mấy món cuốn như thế này ấy, thì các ông có thể thêm bớt thay đổi nguyên liệu mà vẫn ngon luôn. Quan trọng là đảm bảo có một nguồn protein như tôm, thịt chẳng hạn. Như tôi á, là tôi dùng luôn cả tôm và thịt cho miếng mọc tôm chỉ 1g phát. Lâu lâu đổi gió cho anh em mấy món ăn sáng như là bún miến, đảm bảo nỡ cho cả nhà, gia đình ai cũng mê. Đặc biệt công thức của tôi rất nhanh gọn lẹ nữa nha. Đầu tiên xay nhuyễn cho tôi 150g tôm này cùng với 5g muối, tiêu và 5g bột năng, rồi để ra bát, xịt dầu vào nồi này, xào 100g cà chua với một chút nước mắm cho dậy mùi. Khi cà chua đã mềm thì anh em đổ cho tôi một cái bát tô nhỏ nhỏ nước như này. Đợi nồi nước cà chua sôi thì múc từng thìa tôm bỏ vào. Anh em nhớ lấy thìa gạt bớt bọt bên trên đi, để nấu xong nước dùng sẽ trong này và ngon mắt hơn nha. Cuối cùng là cho 20g miến khoai vào nấu khoảng tầm 3-4 phút thì vớt miến ra bát, rồi đổ nước dùng vào kèm 1-2 cọng hành lá nhỏ trang trí bên trên là xong. Đó, tổng 197 calo, 26g cáp, 1g phát, 21g protein lận. Tôm miến này vừa làm đơn giản mà không thể không ngon miệng được, nên anh em thử ngay đậu phụ bắc tôm biển chỉ 4g cáp, vừa có rau súp lơ này, trứng này, tôm này, đậu phụ các kiểu này. Vị chi một khay đậu phụ non 12k, 2 trứng 6k, 25g tôm 6k, 20g súp lơ 16k. Chắc cái món này đắt nhất là súp lơ rồi anh em ạ. Đầu tiên anh em cho vào nồi 80g đậu phụ non này, xắt miếng nhỏ ra nhá, rồi đổ lên trên một quả trứng này và một lòng trắng trứng đã khuấy đều, thêm cả 20g súp lơ và cuối cùng là 25g tôm đã bóc nõn. Đậy nắp nấu cho chín tôm này, ước khoảng tầm 5 phút thì đổ thêm 10g nước tương lên trên, thưởng thức thôi. Đó, tổng 199 calo, 4g cáp, 11g phát, 21g protein.